Shop app Free Fire Liên Quân, nick Liên Quân 247.com, cơ hội nhận ngay app VIP chỉ với 50k. Chết rồi, bị cay á. What the hell, đen thế. Có người bạn đây. Đậu xanh. Ê, hướng ngược lại có người kìa. Ui, tôi nhảy lên như một vị thần không ạ? Ok, từ từ đang quần mó cái đã. Lấy bóng keo đi. Trên nhà vừa lấy mà mình công nhá. Mỗi một cọng bóng keo không ạ? Ok, đây. Từ từ bạn ơi. Nó dám cắt mạng của bạn à? Trong này có máu rồi. Đây bạn đây, mình có máu rồi. Không cần đâu bạn ơi. Đi, mình với bạn đi săn mạng. Chơi luôn. Đây, nó đang chạy ra. Các bạn đó bạn. Wow, hai đứa cả. Thì ghê rồi, hai đứa cả. Wow, hai đứa cả. Cứu nhau à? Wow. Hẳn thì cứu nhau cả, xanh mộ chưa mấy bé. Cứu nhau thì ghê rồi anh em ạ. Cho nó xanh mộ hết cả lũ anh em ơi. Nó tưởng trực mỗ nhi nó chạy qua gặp ngay cả sĩ kẹo nữa. Đáng lòng thật. Các bạn ơi, mình đây. Wow. Bạn không ăn nâng giáp à? Giáp mồ, không ăn. Bạn nhờ cho mình à? Thank you. Đâu cậu, nhường gì, giáp 3. Đây bạn ơi, đây mình có giáp 3 rồi bạn ơi. Thank you bạn. Vì bạn đã không ăn nâng giáp, lại không rẻ tiền những sát thủ, hi hi. Mình có rẻ tiền như nó đâu cậu. Nó không có giáp, nó còn phá. Wow. Nhưng sát thủ không để cho mình ăn nâng cấp giáp. Mình thật buồn. Khi mà một trận nó ăn 3 cái nâng cấp giáp, nó vẫn bảo mình rẻ tiền. Wow. Thật không thể tin nổi anh em ạ. Tình cảm anh em không bằng cái nâng cấp giáp. Tình nghĩa anh em có chắc bền lâu. Đây, để mình rủ nó vào chơi game. Game không sát thủ. Sát thủ xem. Đeo. Công nhận cười vào lâu không ạ? Cầm chảo đập cho vui không ạ? À đâu, nhấn vào nút dùng ngũ đờm à? Sao bạn ơi, bạn đâu rồi? Hai mô đồ nữa cơ, nhà mời đúng có ta? Mình sẽ lao như thơ thân chạy vào UAV coi xem là UAV có ai không nhỉ anh em. Wow, để coi. Trong UAV hiện tại thì không thấy ai cơ. Vắng quá nhỉ. Thế có lẽ chúng ta sẽ nên lên thử cái khu cánh đầu không ạ? Không. Đây, lên cái đầu lâu em ạ. Ui. Hội nói xấu sau lưng sát thủ. Bởi vì sát thủ là A mà anh em. Hi hi hi. Wow bạn ơi, hai đứa hôn nhỉ. Cánh đồng có nhá. Cánh đồng hai đứa bạn ơi. Quả đứa ôi két ra ấy. Mình nhớ không lầm thì ở trên cánh đồng thôi. Thấy chưa cậu? Có vẻ ở gắt. À thế rồi, ở ngay hướng 15. Ok, mình đang ra. Mấy căn nhà đúng không? Ngay hướng 15 này. Đậu xanh. Ok, nó một nhá. Bạn nó này. Căn nhà ngay phía 15 bạn ơi. Cứu nhau. Để qua. Chúng nó cứu nhau à? Thế thì ghê rồi. Wow. Thế thì ghê rồi. Wow, bạn kêu cả hai luôn. Gắt. Mình bắn ông một đứa rồi bạn ơi. Nhưng bạn lại kêu cả hai. Bạn ăn quá nhiều mạng rồi. Chúng ta not friend bạn ơi. Chúng ta not friend. Bạn ăn quá nhiều mạng rồi. Bạn ăn quá nhiều mạng rồi. Chúng ta not friend bạn ơi. Mình có làm gì đâu. Mình sẽ thiêu bạn. Bởi vì bạn ăn quá nhiều mạng. Wow. Ui. Ném rượu ngu anh em ơi. Kẹo ném rượu ngu này. Đây mới đúng này bạn ơi. Bởi vì bạn ăn quá nhiều mạng. Để cho cậu sám hối. No. Wow, mình sẽ thiêu bạn. Đây mình sẽ dựng luôn một cái nữa cho chắc ăn bạn đây. Wow. Bạn ném lựu đạn ra đây làm gì? Mình lút đồ nào. Lút đồ thôi anh em ơi, mặc kệ Hôn Nhi. Hôn Nhi ơi. Ra tiền. Bạn đừng ra ngoài. Đừng ra ngoài Hôn Nhi ạ. Đập đi bạn ơi. Hi hi. Ui, Hôn Nhi ơi đừng. May là mình còn dựng nhanh bạn ạ. Không thì bạn ra ngoài mất.
Bởi vì hôn nhiên đã ăn quá nhiều mạng nên tôi nhốt tạm hôn nhiên vào trong phòng anh em ạ. Ra tiền. Wow. Bạn tự dựng thêm bong keo. Wow. Ra tiền. Mình sẽ qua đứng bên này nhìn bạn. Đừng có nhìn mặt mình nữa. Mình không muốn thấy cái mặt của bạn. No, vì bạn ăn quá nhiều mạng nên là mình đành phải vậy thôi. Bạn hiểu không? Bạn ơi, đừng đập bong keo bạn ơi, bong keo nó nổ bây giờ, bạn ơi. No, Hôn Nhi ơi, đừng đập. Hôn Nhi ơi, đừng đập. Rác hụt hẫng. Hụt hẫng quần què. Ui. Nướng xe. Cái đậu xanh, sao cậu lại làm mình như sẽ đốt vậy, bạn. Hả, sĩ? Mình sẽ chặn cửa bạn. Mong rằng bạn không chui ra ngoài được. Bởi vì bạn ăn quá nhiều mạng, Hôn Nhi ạ. Nhưng mà mình nghĩ là bạn vẫn chưa bình thường. Bạn ơi đừng ra ngoài nha bạn ơi. Ơ, bạn đã ra ngoài rồi sao? No, chúng ta not friend. Mình chạy đây bạn ơi. Mình chạy đây bạn ơi, chúng ta not friend bạn ơi. Vì bạn ăn quá nhiều mạng rồi. Bạn lại như sát thủ rồi. Bạn ăn mạng mà không nhường mình. Nên chúng ta not friend. Đấy là cậu nốc nó rồi nhưng nó cứu no. Chứ cậu. Bạn là sát thủ version 2. Bạn wow. Không xứng đáng chơi cùng mình. Wow. Wow. Bạn hãy đi chết đi bạn ơi. Chết đi bạn ơi. Nếu mà cậu giàu kêu hơn mình thì chắc là mình đồ tổ, đồ tử mất. Không, mình mới chỉ có 2 kêu. Chu kêu mà đã. 4 kêu mà cậu. 4 kêu bạn gấp đôi kêu mình. No, chúng ta not friend. Chúng ta not friend bạn ơi. Xuống xe, xuống xe, xuống xe, xuống xe. Đúng rồi, xuống xe. Đậu xanh mày chạy, à? À, mày dựng băng keo à? Wow. Mày dựng băng keo à? À cái đậu xanh, Ui, Hôn Nhi lại ăn mạng rồi, no. Hôn Nhi ơi, chúng ta not friend bạn ơi. Mình không muốn chơi cùng mạng nữa mạng rồi mà. Sao cậu? Mình mới chỉ ăn được một mạng, còn bạn đã có được 5 kill, mình 3 kill, mình ít kill hơn bạn. Wow. Kệ cậu chứ. Ê, bằng bạn bà này. No, mình sâu xét, mình không cần. Hôn Nhi ơi, bên này có Groza này bạn ơi. Hôn Nhi ơi, mình có rồi. Ê, Hôn Nhi, bên này có Groza này bạn ơi. Qua đây mình có rồi bạn ơi. Có thính là Groza bạn ơi. Ok. Bạn vẫn tốt quá nhỉ. Bởi vì mình có rồi, mình ăn từ cái huy hiệu thợ săn đầu tiên của Groza rồi mà. Ôi trời ơi. Hôn Nhi đã bị lừa anh em ạ. Làm gì có Groza nào, ui giời ơi. Cậu coi Hôn mình ơi. Con chó. Ơ dắt mũi mình. What the hell. Wow. Mình nghĩ là chắc không có đâu. Nếu có Groza thì chắc cậu lấy và cậu đã giấu đi rồi. Thật mà, ở đấy làm gì có Groza đâu. Hi hi. Nhưng mình không ngờ cậu là một con người như vậy. Bạn đã bị lừa, hi hi. Cậu coi mình là gì vậy. À sát thủ chết rồi, dù sát thủ đấy. Wow. Bạn chôn sát thủ chưa đủ sao bạn? Rủ vào chơi cho tình cảm anh em đi lên cậu. À, chúng ta sẽ tiếp tục hợp tác chôn sát thủ anh em ạ. Các bạn bên tôi bảo là anh làm tiếp tục làm video chôn sát thủ đi anh em. Đấy, chúng ta sẽ đi chôn sát thủ anh em ơi. Game không cậu? Chưa thấy trả lời. Wow. Sát thủ vẫn im lặng khép mình trong những vần thơ. Ê, hướng anh, hướng anh. Ê bạn ơi, im lặng bên một bài hát tan dở. Để một ngày hướng tình cờ nhá. À, cho nó bắn nhau cam vãi trưởng bạn ơi. Có vẻ gắt. Mình trang bị giảm thanh cái đã. Có vẻ gắt, như này gắt rồi. Như này gắt rồi. Gắt rồi anh em ơi. Wow. Có vẻ gắt anh em ơi. Tôi đứng tạo ở đây cái đã. Ui, Hôn Nhi, đừng chết Hôn Nhi. Ui, Hôn Nhi ơi, đừng chết. Bạn ơi, đừng chết bạn ơi. Cố giết mình. Mình cố giết bạn à? No. Thế thì bạn quá đen rồi. Wow. Thế thì bạn quá đen rồi. Mình làm gì có ra đâu, mình đùa bạn thôi. Một thằng nữa đang chạy nhá, một thằng nữa đang chạy nhá, đậu xanh. Trong bó, ok đây. Nó đang móc. Đây bạn, móc à? Mày móc tao à? À, mày móc tao à? Wow. Có Uza bạn ơi, Ui, sao nó trâu vậy? Đổ con mát ra. Ok, đây bạn ơi. Đây bạn. Sao mà nó trâu vậy? Ok.
Ôi đừng chết, đừng chết, đừng chết, đừng chết, đừng chết. Một số anh em ơi. Cầu nguyện, cầu nguyện, đừng chết. Ok, ok, hay. Xí kèo. Wow, mình có làm gì đâu bạn. Lừa đồng đội, Garoza và cái chết. Đây, bây giờ thì mình có Garoza thật này bạn này. Hi. Mình không chơi với cậu. Bây giờ thì mình có Garoza thật mà bạn. No. Bạn ơi, hãy chơi cùng mình đi bạn. Mình không rẻ tiền như sát thủ mà bạn. Sát thủ, nhắn cho mình một câu. Wow. Cú. Nhắn gì? Đủ căng. Bởi vì tình bạn chọn sát thủ mà. Chấm dứt. Wow. Tình cảm anh em chấm dứt. Sát thần này nó không có mong keo ông ơi. Chán quá ta. Còn lại tận 6 tuần nữa anh em ơi. Ghê vậy. Từ từ kẹo sẽ đi cái mạng nha anh em. Tôi sẽ chạy lên phía trên cho an toàn ông ạ. Bây giờ mà chạy xuống dưới thì sấp mặt ông ơi. Sao bạn mình đây? Cậu dừng một giây đọc tin nhắn trên Discord đi. Đâu bạn ơi, từ từ. Mình đang chơi hết trận cả đã bạn ơi. Mình sẽ chai hát bạn ơi. Wow. Đừng chai hát nữa cậu. Mình sẽ chai hát thôi Nhi ơi. Hãy để cho mình yên. Mình sẽ kiếm top 1. Sorry anh em là mình nói nhiều quá, nó hơi bị khàn giọng một xíu nhá. Anh em xem tạm nha. Wow. Có ai không vậy? No. Không có ai cả. Lúc nãy mồm cao thì tôi lại nghịch hết rồi nha mày, bây giờ chẳng có mồm cao này. Có lẽ mình chơi hơi ngu. Lại chạy vòng người lại anh em ơi. Chạy vòng người lại cho nó an toàn nhá. Lên được cái trò canh thì ngon anh em ạ. Nhưng mà tôi nghĩ là trên trò có sẵn người rồi. Thề với anh em luôn. Thật đấy. Trên trò có sẵn người rồi thì cũng như không anh em ạ. Wow. Chúng nó đang chờ nhau anh em ạ. Có 5 mạng nữa. 5 mạng nữa thôi anh em ơi. Wow, mình không có lựu đạn, mình không có bom keo gì cả. Mình nghèo quá anh em ơi. Lên trên nói anh em. Đây, đứng tạm đây là an toàn rồi. Ông bom keo này. Có giọng thanh chưa? Có giọng thanh rồi ông ơi. Liệu nãy giờ để bạn chết mới sao bị mà. Hi. Gát. Chiến thuật cả đấy ông. Wow anh em ơi, chưa tính người các bạn ơi. Hóng thôi anh em. Ui, bắn nhau ghê thế. Nát bom keo rồi ông ơi. Nhưng mà người đâu chưa thấy luôn. Sao bạn, sao bạn chạy, hãy chạy xuống và dũng cảm đứng lên đi cậu, đừng ngồi. Đâu bạn ơi. Mình tắt chó đi cái đã. Chó ơi, đừng làm lộ vị trí của anh. Wow. Thú cưng đã rời đi lặng lẽ. Cậu cho con chó biến mất. Đúng rồi. Chó chỉ làm lộ vị trí thôi bạn ơi. À, what the hell, phía này. Đây rồi bạn ơi, đây rồi bạn ơi. Wow, đây rồi bạn ơi, hay lắm. Cậu ăn được một mạng là. À, một đứa này. Tất nhiên rồi bạn. Ngay chỗ bơm keo có một đứa anh em ơi. Phải thông minh chứ bạn. Bò đi cậu. Nó chạy này. What the hell, mày chạy à? Mày chạy vào bò. Chưa thấy chết. Mất dấu rồi ông ơi. Bây giờ chắc là mình sẽ trang bị đồng ba luôn. Đây, xuống ngay. Xuống ngay ông ơi. Đây, đứng tạm ở đây. Đứng tạm gì nữa, bò thu rồi kìa cậu. Wow, nó dựng bông keo ông ơi. Tôi hết bông keo, tôi không có bông keo. Cái này kẹo xanh mộ rồi anh em ạ. Phần này kẹo xanh mộ rồi anh em ơi. Lúc này bắn nó bây giờ xanh mộ rồi anh em ơi. Xanh mộ rồi anh em ơi. Còn 3 đứa. À đâu, còn 2 đứa nữa. What the hell. Không tin được anh em ơi. Wow, cái đậu xanh. Ghê vậy anh chơi. Wow, cái đậu xanh gắt vậy. Gắt vậy anh em ơi. Ui, nhân giống. Tuyệt vời anh em ơi. Wow, không thể tin được. Ăn mừng nào anh em. Thăng Long Quyền. Tuyệt vời. Yes. Tuyệt vời. Tuyệt vời các bạn ơi, top 1 rồi. Wow. Yes. Sao bạn? Bạn, sao bạn lại không chơi cùng mình? Tại sao vậy? Đơn giản, vì mình không thích. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like và hãy nhấn vào đăng ký kênh
bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.